Chào bạn. Hôm nay là 24 Tết rồi đúng không? Mình live stream với các bạn, mình chia sẻ về những cái chủ đề liên quan đến Tết. Hôm nay là cái chương trình Tết nên chúng ta không chia sẻ về kinh doanh nữa, mà chúng ta nói về Tết. Qua Tết rồi mình sẽ nói về chủ đề về kinh doanh. Vậy thì các bạn đã chuẩn bị gì cho Tết chưa? Các bạn đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Và cùng nhau chia sẻ về cái không khí Tết nhé. Các bạn đã về quê chưa? Hay là còn ở Sài Gòn? Bạn nào đã về quê thì comment là mình đã ở quê. Các bạn nào khắp vùng miền đất nước thì các bạn cũng chia sẻ lên đây, comment lên để làm quen với mình. Bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream này thì các bạn cũng comment xuống để chúng ta cùng nhau làm quen. Và sau đó các bạn kết bạn với Facebook của mình. Hôm nay Facebook thì mình chỉ nói về chủ đề về Tết thôi. Từ đây đến Tết thì mình rảnh lúc nào mình sẽ livestream lúc đó, nhưng mà mình sẽ chia sẻ bạn những cái chủ đề liên quan đến Tết. Nó sẽ ý nghĩa hơn. Bạn nào lần đầu tiên làm quen với mình thì các bạn comment xuống. Các bạn đang xem livestream này thì các bạn cũng comment xuống. Và các bạn làm xuyên nữa thì các bạn chia sẻ đằng livestream này đến cho nhiều người biết, để chúng ta cùng nhau lưu ý những điều cần biết khi dùng nhang ngày Tết. Nhang thì nhang là nó có nhu cầu tâm linh rồi. Có ở miền Nam thì chúng ta gọi nhang, nhưng mà ở miền Bắc thì chúng ta gọi là hương. Có những người gọi là hương, có những người gọi là nhang. Thì nó là cái gắn bó với người Việt của chúng ta đã lâu rồi rồi. Chào bạn Hồng Liễu. Bambi. Đây là Bambi, các bạn thấy Bambi không ạ? Bambi nè, con gái nè, ok chưa? Con chào đi, con chào mọi người đấy. Chào Chào, mọi người. chào mọi người, ok. Các bạn nhớ chia sẻ livestream này. Vâng, chào bạn Nguyễn Sóc Em. Các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream mà đến nhiều, bấm vào nút chia sẻ đi các bạn ơi. Vừa bấm nút chia sẻ, chúng ta càng đông lên thì chúng ta càng vui. Và Bambi hôm nay sẽ livestream chung. Thì bây giờ mình cũng nói với các bạn là cái phong tục của người Việt của chúng ta thì luôn luôn là dùng nhang. Có người thì gọi là hương. Mang ý nghĩa về mặt tâm linh, nó rất là mang ý nghĩa về mặt tâm linh, để chúng ta thứ nhất là chúng ta cúng bàn thờ tổ tiên, bàn thờ gia tiên. Bạn nào có tôn giáo như Phật giáo thì chúng ta cũng cúng ở bàn thờ Phật giáo, và bên Thiên Chúa giáo thì chúng ta vẫn cúng cúng lễ ông bà, cúng bàn thờ ông bà, rồi chúng ta ra mộ chúng ta cúng. Năm nào mình về mình cũng nhân cái dịp Tết mình thăm lễ mộ ông bà hết, một năm mình mới về một lần nên mình cũng cúng. Các bạn ở vùng miền nào thì các bạn vào chúng ta cùng nhau chào đi các bạn. Chào, ghi xuống dưới giới thiệu là chúng ta đang ở vùng nào. Chào bạn Nguyễn Đào. Bạn nào gần lần đầu tiên xem đoạn livestream này thì các bạn cũng cho mình biết cái đoạn livestream này nó rất là hữu ích các bạn ơi. Và mình sẽ chia sẻ bạn những cái tác hại về nhang, và khi chúng ta không biết cách thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và nhang là một trong những cái công cụ mà chúng ta cần phải chia sẻ trên bàn thờ tổ tiên gia cơ Thiên Chúa giáo. Đây thầy ơi. Vâng, mình cũng là người Thiên Chúa giáo các bạn, bạn Đức Nguyễn, bạn Trần Đình Vĩ. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuy nhiên, khói nhang nhiều khi lại chứa nhiều thành phần hóa học, các chất gây hại cho hệ hô hấp, tim mạch, thần kinh và các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể mà chúng ta chưa biết hoặc xem thường. Thực sự là nhang phần lớn hiện tại mà nhang mà không đạt chuẩn á, nhang đạt chuẩn thì mình không nói, nhang không đạt chuẩn nó vô cùng hại. Nó ảnh hưởng tới da mặt nè, nó tới mắt nè, tới hô hấp nè, tới bệnh viêm xoang nè, rồi nó ảnh hưởng đến tim mạch, những cái bộ phận ở bên trong á. Tuy nhiên chúng ta cứ thắp nhang và chúng ta lại xem nó rất là bình thường, nên là tối nay chúng ta nói về cái điều này. Chào bạn Hồng Liễu, các bạn ở khu vực nào thì các bạn nhớ chào mình nhé. Thầy Duy ở Sài Gòn, cho địa chỉ luôn đi. Ok, mình đang ở Sài Gòn. Chính vì yếu tố đó, vì vậy thắp hương như thế nào cho hợp lý và cần duy trì được nét truyền thống văn hóa của chúng ta ở ngày Tết, thì chúng ta đồng thời cũng phải biết bảo vệ bản thân và bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ biết là thắp nhang cúng ông bà nhưng mà lại nó gây ra những cái thiệt hại, nó rất là nguy hiểm. Và các bạn ở vùng miền nào thì các bạn giới thiệu vô, các bạn cùng xem, cùng giới thiệu và bấm livestream chia sẻ đến nhiều người thì càng càng tốt nữa thôi các bạn ơi. Livestream để chúng ta cùng nhau biết, lên 30 bạn rồi, rất là tuyệt vời. Tiếp tục, chúng ta cẩn thận với những cái mùi hương nhang mà có cái mùi hương thơm mà quyến rũ thì các bạn phải rất là cẩn thận, và
bạn Lưu Nguyễn ở Đắk Lắk, bạn Trần Đình Vĩ ở Sài Gòn, rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại nhang, hàng trăm nhãn hiệu khác nhau, có mùi hương thơm rất là quyến rũ khác nhau. Tuy nhiên chuyên gia y tế thì cho rằng nhang mà càng có nhiều mùi thơm càng độc lạ thì do là tạp chất rất là nhiều. Đó, phần lớn thì ai cũng tết không ai mà không dùng nhang, phải thắp ít nhất một vài nén nhang, và chúng ta không biết thì chúng ta lại bị gây bệnh nữa. Nên cái đoạn livestream này là cái đoạn livestream nó rất là đặc biệt, mà mình mong rằng các bạn xem từ đầu đến cuối đoạn livestream này, và các bạn lên giới thiệu đi, cùng lên giới thiệu đi, giới thiệu cái đoạn livestream này đến cho nhiều người đi. Các bạn cùng xem, giới thiệu cho người nhà xem, mỗi người chúng ta góp một tay thì tự nhiên là cái kiến thức, những cái gì chúng ta cần biết nó lan tỏa ra. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ comment xuống và chúng ta cùng làm quen với nhau. Thường những cái đoạn livestream, chào Bambi, Bambi có Thái Bàn mà Bambi cũng lên xem livestream nữa. Và thường chúng ta không biết thì nó gây tác hại rất là nhiều. Thì chuyên gia y tế nói rằng những cái nhang đó thì tẩm hóa chất rất là nhiều. Để nhang thơm hơn thì người dùng có thể dùng cả những cái hóa chất tổng hợp để tăng độ thơm và tạo vòng cuốn không rụng cho nhang. Tức là nhang mà nó thơm á, thì ngoài cái việc mà người ta dùng hóa chất thì người ta dùng hóa chất làm cho cái nhang vậy, làm cho cái nhang nó không có bị rụng, nó không có bị rớt, nó tức là nó dính lại với nhau, nó không có bị rớt. Và toàn bộ những cái đó là chúng người sản xuất họ dùng toàn là hóa chất không các bạn ơi. Nên là chúng ta cần phải có những cái lưu ý, đó là lý do mà tối nay mình cần làm cho bạn livestream này. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc dùng hóa chất, họ tạo ra các cái mùi thơm đó, thì thường là không nhãn hiệu. Nếu người dùng hít phải những khói nhiều này sẽ rất là khó thở, hít vô nó rất là khó thở, buồn nôn, đau đầu, nhức mặt, quay cuồng. Dùng lâu sẽ có gây nhiễm độc trong máu, gan, phổi và thận. Các bạn thấy nhang mà chúng ta không biết cách, các bạn thấy nó nguy hiểm mà, nguy hiểm vô cùng luôn. Và đó là lý do mà chào bạn Ngọc Diễm, em về nhà chưa? Các bạn nào mới lên thì chúng ta chào nhau đi các bạn ơi, chúng ta kết nối, chúng ta chào nhau đi. Các bạn đã về quê chưa? Và chia sẻ livestream đến cho nhiều người nữa. Chào bạn Ngọc Châu, vâng chào các bạn, chúng ta cùng nhau làm quen đi các bạn ơi, mình livestream để cho các bạn thấy, cùng nhau làm quen nữa. Với những loại nhang có tàn trắng như vôi, như tiếp, thì thường là được làm bằng bột đá vôi, dùng trong xây dựng. Đá vôi được các cơ sở sản xuất nhang mua trên thị trường với giá rẻ, đem về trộn với mùn cưa theo tỷ lệ nhất định, vôi với mục đích tạo ra màu trắng như tuyết cho tàn nhang và để cắt giảm chi phí. Thảo mộc, đá vôi dùng trong xây dựng có lẫn nhiều tạp chất, tùy theo vùng khai thác có thể chứa các kim loại nặng như chì, như thủy ngân. Việc sản xuất nhang kèm đá vôi xây dựng hỗn hợp với liều lượng không xác định hoàn toàn có thể gây nguy hiểm với sức khỏe của con người. Các bạn thấy chưa, nên là nhang nó rất là nguy hiểm. Đó, mà hầu như ai cũng dùng hết. Chào bạn Xuân Nhi, chào bạn Tam Hội, thầy gửi sách cho em trước Tết đi thầy Duy ơi. Lúc này ship đi tỉnh không ship được, sách không ship đi tỉnh được, ok, ở thành phố thì ship trực tiếp được, nên các bạn cứ cho thông tin của mình cứ làm việc với ship, khi nào họ ship được thì họ ship nhanh, hiện tại ship đi tỉnh rất là khó khăn. Chào bạn Đặng Thị Hạnh, vâng, các bạn. Hoặc là các bạn nào cần thì ghé văn phòng mình lấy liền thì rất là dễ, ok chưa, lấy liền thì có về liền. Vâng, các bạn chào nhau đi. Chào bạn Trần Đức Nghĩa, chào bạn Đặng Thị Hạnh, các bạn đã chuẩn bị Tết chưa? Mình lại nói tiếp tục. Ngoài ra gian hiện nay có thể dùng lâu á là bởi vì gì ạ? Bởi vì họ dùng một cái hóa chất, đó là cái hóa chất không bị mốc, do nhà sản xuất dùng thêm để chống rêu mốc cho nhang.
À, sản xuất trong tức là cái này nó có trong sơn mà dùng ngoài trời á, khi sử dụng khói nhang nó sẽ có mùi cháy và khét rất là khó chịu. Các bạn thấy chưa, nhang hiện tại người ta dùng rất là tạp, rất là nhiều chất. Các bạn nào mới lên thì chúng ta cùng nhau làm quen đi các bạn ơi, chúng ta cùng nhau làm quen đi, chào nhau làm quen đi. Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment làm quen đi. Tối gần Tết rồi, chúng ta không chia sẻ về kinh tế, chúng ta chia sẻ về những cái mà giúp cho chúng ta bảo vệ được sức khỏe của chúng ta. Khói nhang, trước đây các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện việc tẩm hóa chất, đến nay nhiều loại nhang siêu rẻ dùng rất là nhiều loại hóa chất. Tuy nhiên chất độc sẽ gây tổn hại trong không khí, gây tác hại lên da và làm cho da mẫn cảm, rất là dễ bị viêm phù nề, co thắt khó thở, tác động lên giác mạc, gây ngứa, mắt sưng, chảy nước mũi. Vì những lý do này nên là khi đi thắp nhang rồi chúng ta phải là dùng đúng cách. Em gửi môi sách trên môi của anh thì anh có gửi được không? Được. Các bạn không cần gửi trong mail, các bạn cứ inbox, các bạn cứ inbox cái số điện thoại vào cái Facebook này của mình nè, thì mình sẽ gửi về nhà cho các bạn. Các bạn nào mà đang xem livestream này và lần đầu tiên biết đến mình, hoặc là các bạn nào quen mà các bạn muốn mua sách của mình thì các bạn cứ inbox cho mình, mình sẽ gửi về cho các bạn. Ok chưa? Và mình có hiện tại thì mình có hai cái quyển sách, mình sẽ cho hai cái quyển sách này của mình, một cái quyển sách là Vượt Biển Lớn, đó có Bambi này các bạn thấy không? Bambi giới thiệu sách này. Sách Vượt Biển Lớn và mỗi ngày một chút thôi, thì các bạn cứ inbox cho mình mỗi ngày một chút thôi, đúng rồi, và Vượt Biển Lớn. Ok, các bạn cứ inbox cho mình và mình sẽ gửi cho các bạn. Ở Sài Gòn này thì gửi trong ngày lấy liền, còn ở các tỉnh thì nó phải phù vụ và bưu điện nên nó rất là khó các bạn ơi. Và mình đang nói về nhang, mình đang nói về nhang một chút xíu, nó là cái nhang nó rất là độc hại. Nó là rồi, hồi nãy là giờ là mình nói những cái thông tin chung chung, bây giờ là mình nói là 10 tác hại của nhang nè. Các bạn nốt vô nha. Các bạn nào không mang theo bút viết thì các bạn nốt xuống phía dưới nè. Các bạn nốt vô, và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ đi, bấm vào cái nút chia sẻ đi. 20 lượt chia sẻ rồi, nếu nhiều lượt chia sẻ nữa thì nó tốt hơn nhiều. Ai ở Hà Nội thì mua hai quyển sách, mình định photo bán lại. Ok. Không nên photo sách. Không nên photo sách. Ok, sách cái máy đồng thôi. Bạn tí ma gì đó, bạn kêu đi photo sách thì đúng là bạn không tôn trọng tác giả một chút xíu gì hết. Ok, chúng ta có sách là rất là cần thiết, mà chúng ta cần phải ủng hộ tác giả. Chúng ta đừng có những cái hành vi, và photo sách hiện tại là vi phạm bản quyền đó. Hiện tại vi phạm bản quyền đó. Các bạn thấy cái bạn sinh viên ở trường đại học luật đi photo sách thì các bạn thấy đã bị phạt không ạ? Nhà trường ra phạt. Ok chưa? Nên là bạn tí ma bạn làm như vậy là cái hành vi nó không được chuẩn rồi. Và 10 cách chúng ta tác hại. 10 cách chúng ta, cái thứ nhất này, cách thứ nhất này, nên chọn các thương hiệu nhang có uy tín, đảm bảo được chất lượng. Chúng ta nên mua nhang ở các cái thương hiệu. Trong bi mình thì có một bạn Thiện, là các bạn thấy bạn làm nhang xanh, nhang xanh, thương hiệu của bạn là nhang xanh. Bạn lên VN Express á, bạn search cái bài là Thiện, Thiện Vua Nhang á, thì bạn đã làm cái thương hiệu nhang và bạn làm rất là tốt. Và bạn được VN Express đăng bạn hai bài rồi, và ở bạn xuất khẩu đi thị trường thế giới rất là nhiều. Thì các bạn nên chọn các nhang có thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng. Đó là cái điểm lưu ý thứ nhất. Các bạn nốt vô đi. Cái điểm lưu ý thứ hai là nhang phải có mùi thơm đặc trưng, cháy đượm, cháy lâu, vị hương êm dịu, không gắt, không cay mắt. Nhang phải có mùi thơm đặc trưng, cháy đượm, cháy lâu, vị hương êm dịu, không gắt và không cay mắt. Đó là lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ hai. Các bạn nào mới vừa quen biết mình thì các bạn chào đi, chúng ta cùng nhau làm quen. Bình thường mà cái live stream về kinh doanh nó hơn 200 người, có hôm 300 người xem lận. Hôm nay thì cái live stream mà chia sẻ về Tết thôi. Tại vì là chia sẻ về kinh doanh riết là mình sẽ lưu ý những cái thông tin nó rất là quan trọng của ngày Tết. Bạn nào mà mới xem livestream này thì cũng nhớ là quen với mình, rồi bấm vào nút chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người biết đi các bạn. Cái thứ hai, cái thứ ba, vậy là vừa rồi mình nói tới cái thứ hai, bây giờ tới cái thứ ba nè. Không phân biệt bằng mắt thường
để phân biệt bằng mắt thường, ta có thể tách một phần bột để nhìn vào màu của tâm. À, màu của cái tâm tách là dùng cái tay á, tách dùng phần màu của tâm á, màu của tâm nhang phía trong. Tâm nhang truyền thống có màu nâu đen và sần sùi thô mộc. Còn nếu có màu vàng nhuộm và độ láng mịn thì chắc chắn là tâm bông đang có tẩm axit fluoric. Cái axit này nó rất là nguy hiểm. Mình đọc lại cái thứ ba nè, để các bạn lưu ý nè. Để phân biệt bằng mắt thường thì các bạn có thể dùng cái tay để các bạn tách ra, để các bạn thấy cái tâm ở phía trong. Nếu mà làm theo cách truyền thống thì nó là màu nâu đen. Có cái tim tâm á, thì nó sần sùi. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm mà có tẩm hóa chất á, là nó có độ láng mịn và nó có cái màu vàng sượm, thì chắc chắn là cái tâm này có tẩm axit fluoric. Cái axit này là cực kỳ nguy hiểm, độc hại. Cái lưu ý thứ tư, những chia sẻ nào này của mình các bạn thấy có phù hợp không thì các bạn comment xuống với mình, các bạn nói là nó phù hợp với các bạn, nó hữu ích với ngày Tết. Các bạn nào đang ở vùng miền nào thì các bạn cũng comment vào để các bạn thấy rằng là những cái điều này nó hữu ích với các bạn. Qua Tết thì mình mới chia sẻ về kinh doanh, còn trong Tết thì mình chỉ chia sẻ những cái điều này thôi, để cho chúng ta cùng nhau nắm được cái thông tin. Cái thứ tư, cho em inbox 3 lần mà vẫn chưa nhận được sách. Ok em, tại vì cái đang những ngày Tết đó, sách nó giao rất là khó khăn một chút xíu, tại cái chỗ chuyển phát nhanh nó bận quá. Em ở Sài Gòn hay em ở tỉnh nào thì em cho mình biết. Cái số 4 nè, để phân biệt nhang có bột đá vôi hay không thì chỉ có thể biết được khi thắp lên. Để phân biệt nhang có bột đá vôi không thì khi chúng ta thắp lên, chúng ta thấy tàn nhang có màu trắng như tuyết, mùi nồng của đá vôi rất khó chịu cho khứu giác. Đó, tức là cái nhang mà có đá vôi thì các bạn đừng có dùng. Khi chúng ta thắp lên thì nó có cái màu trắng như tuyết vậy đó. Và cái này chúng ta đừng có nên dùng, nó rất là nguy hiểm. Cái thứ năm, lưu ý thứ năm, không nên thắp nhang trong một không gian kín, tức là ở trong cái phòng kín là chúng ta không có nên thắp nhang. Chào bạn Trần Như Đắc và chào các bạn. Vâng, chúng ta không nên thắp nhang trong cái phòng kín, không nên thắp nhang trong phòng đóng cửa. Tết này về quê không bạn Hiền, bạn Trần Diễm. Tết này mình về đúng ngày mùng 1, sáng mùng 1 Tết, bạn Trần Diễm sáng mùng 1 Tết là mình đáp máy bay xuống dưới Cam Ranh. Tuy nhiên tối là mình quay vào lại rồi. Mình có hẹn một số bạn như bạn Vũ Linh, bạn Quỳnh Khanh rồi đó, sẽ hẹn gặp trưa mùng 1 tại Cam Ranh luôn. Trưa mùng 1 tại Cam Ranh luôn. Vâng, bạn cậu Lê, ok, sẽ gửi ra bạn. Tại vì gần Tết cái chuyển phát nhanh nó khó khăn thôi, chứ qua Tết là nó sẽ đi nhanh rồi bạn. Ok, không có gì đâu. Không nên thắp nhang trong phòng kín, không nên đóng cửa. Có thể nó gây ra những tác động xấu cho sức khỏe khi hít nhiều khói nhang. Bạn nhớ lại, khi mà thắp nhang là các bạn phải mở phòng đồ thoáng ra, không trong phòng kín và không đóng cửa, vì nó sẽ gây tác động sức khỏe không tốt. Khi thứ sáu, đừng cắm nhang vào những vị trí dễ cháy hay những bình lọ dễ gây đổ ngã vào tường gỗ, tường giấy, gần những chất liệu dễ cháy như xăng, như cồn, như dầu hỏa hay các loại keo dán công nghiệp dễ bắt lửa, sẽ gây ra hỏa hoạn nó rất là nghiêm trọng. Cái này là chúng ta cần phải lưu ý. Chào bạn Nguyễn Huyền, chào bạn Hiền ha. Vâng, các bạn nào mới vào thì các bạn chào, chúng ta cùng nhau chào để chúng ta cùng nhau làm quen. Cái hiện tại thì các bạn về quê chưa, các bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn cũng comment vào. Các bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn cũng nên chia sẻ livestream này luôn để chúng ta cùng nhau biết. Vâng, mình lại nói tiếp, mình nhắc lại cái số 6 lần nữa. Đừng cắm nhang vào những vị trí dễ cháy hay những cái bình lọ bằng gỗ rồi dễ đổ vào tường giấy, hoặc là những chất liệu dễ cháy như xăng, như cồn, dầu hỏa hay các loại keo dán công nghiệp rất dễ bắt lửa và nó gây ra hỏa hoạn, nó không có tốt. Chúng ta phải lưu ý cái điều này. Cái thứ bảy, không nên cho người già và trẻ em tiếp xúc với khói nhang do sức đề kháng kém và rất dễ nhiễm độc. Người già và trẻ em các bạn không nên cho tiếp xúc với khói nhang, tránh xa ra, bởi vì cái sức đề kháng của người già và trẻ em nó không có tốt.
À, nên là không nên cho người già và tiếp xúc với trẻ em, tiếp xúc với trẻ em. À, các bạn lưu ý cái điểm này. Cái số 8, trong những dịp cúng kiến đặc biệt thì nên thắp từ 1 đến 3 cây nhang trên ngày thôi. Chúng ta nên thắp từ 1 đến 3 cây nhang thôi, chúng ta đừng có thắp nguyên một bó. Khói nghi ngút rất là độc hại. À, mỗi lần cúng kiến gì đó, à, chúng ta chỉ thắp từ 1 đến 3 cây nhang thôi nha. À, chúng ta đừng có thắp nhiều quá. Em tên Chiến, em ở Yên Bái. Vâng, bạn Thiện Chiến. Bạn Thiện Chiến, bạn làm quen với mình chưa kết nối Facebook với mình đi. À, cây số 8 mình nhắc lại này. Trong những dịp mà cúng kiến đó vậy, đặc biệt ngày Tết thì chúng ta chỉ nên thắp từ 1 đến 3 cây nhang thôi, chúng ta đừng có thắp nhiều. Cái lưu ý số 9, khi đốt nhang tránh ngửi mùi của hơi nhang. Khi đốt nhang á, chúng ta đừng có đứng ngay cái đầu gió, chúng ta hít những cái mùi hơi nhang nó vào nhiều, không có tốt. À, các bạn nào ở vùng miền nào khác thì các bạn hãy làm quen với mình đi, chào mình đi và nhớ kết bạn với mình nha. Khi xem livestream này xong các bạn vô với mình. Cái thứ 9 là chúng ta tránh đốt nhang và cái mùi hương nhang nó bay vào mặt của chúng ta, phải tránh. Cái số 10, không nên dùng nhang, cái tâm của nhang để chúng ta xỉa răng hay cắn tâm nhang vào đồ ăn cúng tế để tránh ngộ độc. Người Việt của chúng ta hay có thói quen là dùng cái chân của cái tâm đó, chúng ta xỉa răng, hoặc chúng ta dùng chân tâm đó chúng ta xỉa vào các cái đồ ăn. À, thì nó nguy hiểm vô cùng. À, nó vô cùng nguy hiểm. Nên là đây là 10 cái lưu ý mà mình nhắc các bạn, mà các bạn cần nên tránh. Sau khi các bạn xem livestream này, các bạn cũng nên nhớ chia sẻ livestream này hoặc là tag người thân mình vào để lưu ý những cái điều nó rất là đơn giản mà chúng ta không lưu ý thì nó sẽ gây hại rất là lớn. Hoặc các bạn chia sẻ livestream này đến cho nhiều gia đình nữa, nhiều người nữa để cho họ cùng biết. Những người thường xuyên sử dụng hương liệu tại nhà có thể mắc tỷ lệ bệnh tim cao hơn. Cái đây là lưu ý của một bác sĩ nè. Những người thường xuyên sử dụng hương liệu tại nhà có thể mắc bệnh tim cao hơn những người thông thường sử dụng. Ít sử dụng. Các số liệu thống kê cũng cho thấy người này có nguy cơ đột quỵ bệnh tim rất là cao so với những người khác. À, nên các bạn rất là lưu ý. Tránh bệnh do khó nhang nè. Cái này là phải lưu ý nè, mà mọi người phải biết nè. Khói nhang cũng có thể gây kích ứng cho mắt và da, đặc biệt đối với những người da nhạy cảm, gây kích ứng viêm mạc, mũi, làm hắt hơi, ngứa mũi, chảy mũi, nhức mũi, nghẹt mũi, thậm chí là chảy máu mũi. Các bạn thấy nhang nó nguy hiểm chưa? Đây là biểu tượng của viêm xoang cấp và mãn tính. Ngoài ra còn có thể gây viêm họng, thanh quản cấp tính. Với những người quá nhạy cảm trong môi trường có khói nhang nhiều, cô đặc, không thông thoáng, có thể ngứa họng, khô họng, rát họng, ho khạc đờm, khàn tiếng, thậm chí ngộp thở, khó thở do thắt thanh quản, khí quản. Viêm phổi cũng có thể xảy ra do hít phải khí nhang độc. Đặc biệt đối với những người có hô hấp nhạy cảm, dễ dị ứng và dễ bị hen suyễn. Ok, cái điều này mà các bạn phải lưu ý khi mà chúng ta dùng nhang. Nên là mình nói cái livestream này nó vô cùng quan trọng và các bạn phải chia sẻ cái điều này đến cho người thân của mình. Còn không thì các bạn thấy là để người thân của mình gây bệnh cho người thân của mình và không biết thì nó không tốt chút xíu nào. Nên bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn nhớ chia sẻ đi. Và các bạn nào mà sau khi xem livestream này thấy hữu ích thì phải tag người thân của mình vào để họ cùng xem. Một nghiên cứu ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Anh, ở Singapore đã kiểm nghiệm tác động của khói hương đối với các tế bào và so sánh nó với khói thuốc lá. Các bước đầu tiên người ta thấy rằng là khói hương gây tác hại đến tế bào, gây đột biến và tổn hại vật chất di truyền nhiều hơn cả khói thuốc lá. Các bạn thấy chưa? Tức là nhang nó nguy hiểm hơn cả cái khói thuốc luôn. Tại vì ở trong đó nó chứa quá nhiều cái thứ độc. Nó là trước tiên các bạn phải đi tìm những nhang có thương hiệu mà dùng. Chúng ta không có dùng những cái nhang mà tạp nham ở bên ngoài. Đặc biệt mà nham mà có nhiều mùi hương thì nó rất là nguy hiểm. Nên là cái nhang là một cái nó ai cũng dùng trong ngày Tết hết. Và khi chúng ta không lưu ý
Và vừa rồi thì mình vừa chia sẻ bạn 10 cái lưu ý rất là đặc biệt đó. Và mình tin rằng là những cái lưu ý đặc biệt này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái mùa Tết nó vừa ấm cúng, vừa phù hợp với cái phong tục của mình, vừa thắp nhang cúng kiến ông bà, nhưng không gây nguy hiểm, tác hại. Bởi vì cái khói nhang đó nó tác hại, nó còn dính ở trên nhà, nó dính vào vật chất, nó dính kia. Có chất độc nó bám đó, nó đâu có bay đi đâu. Cái khói nhang nó hết nhưng mà chất độc nó vẫn bám đó. À, nó vào mũi vào ấy và chúng ta bị viêm, chúng ta làm cho nó mạnh hơn, nó bệnh nó trầm trọng hơn, là nó không có tốt, là đặc biệt là người già và trẻ em, các bạn phải lưu ý này. Và thắp nhang là chúng ta phải thắp những nơi thông thoáng. Đây là cái live stream mà mình chia sẻ về cái chủ đề về Tết. Ngày mai mình rảnh mình cũng sẽ chia sẻ tiếp. Tối nay mình chia sẻ chỉ có bao nhiêu thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn nhớ mua cái quyển sách của mình bằng cách các bạn inbox cái quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. Quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Theo cảm nhận của các bạn đọc sách thì các bạn nói là đây là những cái quyển sách mà hay vô cùng. Các bạn ở khắp mọi miền, vùng miền đất nước thì các bạn cứ chỉ cần inbox và cho mình số điện thoại thì sách sẽ được gửi đến tận nhà của các bạn. Chúc các bạn về Tết và ngày mai các bạn, ngày mai ngày mốt nếu mình rảnh thì mình vẫn cứ live stream và các bạn xem cái đoạn live stream của mình. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì kết nối Facebook của mình và mỗi sáng các bạn đọc bài mình thì chia sẻ về kinh doanh. Tuy nhiên gần Tết rồi chúng mình không nói về chủ đề kinh doanh nữa, mình nói về cái chủ đề những cái mà chúng ta gây tác hại. Ví dụ là có thể ngày mai mình nói về cái chủ đề về trẻ em, làm sao để chúng ta chống xâm hại trẻ em. Trẻ em hiện tại thì đang rất là bị xâm hại rất là nhiều. Và các bạn có quan tâm cái chủ đề này không thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn rất là quan tâm cái chủ đề này. Và trước tiên là chúc cho các bạn những ngày chuẩn bị Tết, những ngày về quê rất là an lành và trong cái không khí nó rất là đầm ấm của gia đình. Bye bye các bạn nhiều.